quánh lộn á, hai anh em nó giỡn hồi quánh lộn á. Không biết chuyện gì xảy ra, mặt nhìn bát ngáo, không biết chuyện gì xảy ra. Đây là sư tử núi này, sư tử núi của tôi đó. Trời đẹp, nhìn thấy cưng chưa, nhớ ngày nào có chính nị à, tí nị tí ni à, giờ là bây giờ như muốn em mà hiền, mấy đứa này nó hiền hiền queo luôn á, có mẹ con nhà bà mẹ thôi rồi bà quậy, mẹ với mẹ con giống nhau vậy cha, quậy. Mấy đứa này dễ gần, còn có mẹ con nhà con mẹ thôi rồi ba mẹ con nó phải chết. Bé này cũng hiền nữa nè, đây em bé Út Tiêu nè, Út Tiêu của mẹ nè, đây là bé Út Tiêu của mẹ nè, cưng lắm, tí nị à, thấy vậy chứ ngoài chút xíu à, đây gọi là bé Út Tiêu, lúc sinh tỉnh ra tưởng tỉnh chết rồi chứ, tỉnh đâu còn thở nữa đâu, hô hấp cho tỉnh nè, ba hô hấp cho tỉnh nè, tỉnh mới sống được nè. Nhỏ xíu xíu nhưng mà lanh dữ lắm luôn á, nó không có thở được mà hô hấp nó mà nó sống đó nè. Đây là bé Út Tiêu đó, Út Tiêu con của mẹ nè, cưng nghe, nó thương con nó dữ lắm luôn, tối ngày đi kiếm con. Mặt lành dữ lắm, nhỏ xíu xíu mà lành dữ lắm rồi nè, nó bằng tay mình chứ nhiều, cỡ bàn tay mình với nhiêu. Út Tiêu ơi là Út Tiêu, em là em bé Út Tiêu, Út Tiêu ơi là Út Tiêu. Đó kìa, yeah. Chị nữa nè, quánh nhau đó, quánh nhau, thấy lỗ tai dảnh dảnh không, khó chịu rồi đó. À, đây là con gái lớn của mẹ nè, mới ngày hôm qua liếm nhau, liếm lòng nhau, giờ cự nhau ha. Đó 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 đó, sư tử núi à, mẹ nằm quan sát ha, thôi Út Tiêu nằm kiểu gì vậy hả, rồi coi nè, nằm tướng rồi nè.
Vậy mà sao mà tôi không thương được trời. Trời ơi, Út Tiêu ơi là Út Tiêu. Út Tiêu à, nhỏ bằng cái bàn tay kìa, Út Tiêu. Cắn lộn kìa. Xí nha, không lộn nha. Mình đã từng là đôi bạn thân nha. Đó, chuẩn bị quất nè, đó. Đó, đuôi nè, quắc quắc nè. Chuẩn bị quấn nè, hai đuôi rồi, hai đuôi quắc quắc nè. Ba đuôi luôn. Chuẩn bị coi trận chiến mới nè. Ghê quá, hai lỗ tai vẫn vảnh nè. Không thèm quan tâm. Rồi, quánh rồi đã, bắt đầu quánh đã. Công nhận luôn. Thằng ông trai nằm tướng hay ghét không? Đó, kiều. Không quan tâm, ngủ là ngủ đó nha, không quan tâm tới chuyện gì xảy ra, nằm mà tới ngủ nè. Út Tiêu ngủ nè, Út Tiêu ngủ nè. Chúc Tiêu ngủ ngon nha. Ăn cái bụng cứ ngắt luôn nè, thở nè. Bye bye, bye bye Út Tiêu nha.